Nhá, hôm nay em lại hướng dẫn mọi người vệ sinh cái dàn lạnh của điều hòa Samsung nhá. Tức là trên máy nó có tính năng tự vệ sinh dàn lạnh này, nhưng mọi người phải kích hoạt này. Mọi người nhìn trên cái điều khiển này, trên cái điều khiển Samsung nhà mình nó có cái chữ này, có cái chữ là option, xong là clear 3 giây này. Đây nhá, em thử thử kích hoạt cái chế độ này xem nhé, cho mọi người xem nhé. Mọi người bật máy bình thường để chế độ lạnh này. Sau đó mọi người giữ cái phím này 3 giây này. Đây, giữ cái phím clear 3 giây, phím option clear 3 giây nhé. Trên bàn phím nó có cái ký hiệu này, mình giữ này. Vừa giữ này. Đây nhá, giữ này. 1 2 3 1 2 3. Đó. Đây thì trên này nó hiện chữ C, CL này, tức là viết tắt của chữ clear làm sạch nhá. Bây giờ em tắt đi để cho nó làm sạch nhá. Khi nào mình tắt đi thì nó làm sạch này. Bắt đầu nó làm sạch nhá, em tắt nguồn này. Tắt này. Đó, sau đó bắt đầu hiện phần trăm này. Đấy, nó hiện phần trăm đây này, hiện 1. Hiện nó bật từ từ 1 cho đến 100%. Lúc này thì cái cửa gió nó sẽ đóng lên và gió nó nhẹ đi, cái gió trong cái quạt thổi ra nó nhẹ đi, và đồng thời nó làm siêu mát cái dàn lạnh này để cho nó đóng tuyết luôn, đóng tuyết luôn. Xong bắt đầu nó lại tan tức thời, để cho cái tuyết nó tan thì nước nó sẽ chảy theo, và khi nó chảy theo thì nó sẽ ra những bụi bẩn đấy. Bây giờ là nó đếm giật lùi, đếm tiến dần. Quá trình này nó sẽ làm lúc mình tắt máy, khi mình vừa mới kích hoạt ban nãy, thì bây giờ quá trình này nó sẽ tiến hành. Rất là nhiều người không biết cái này, mà vì khi mà cái dàn lạnh mà nó bị bẩn ấy, mình không không phải gọi thợ, cái dàn là riêng cái này không phải gọi thợ, bởi vì nó tự vệ sinh được. Mình chịu khó tự vệ sinh khoảng tuần một lần, hoặc là ít ít bẩn thì khoảng tháng một lần đi đấy, để cho làm sạch cái dàn, cái ống đồng của nó đi, nó trôi hết đi. Còn cái lưới lọc ở bên trên thì mình tự vệ sinh là đã đành rồi, nó có tính năng này nhưng rất là nhiều người không biết đấy. Ai giống em. Mọi người không để ý. Ok, tự nó làm xong tự nó sẽ tắt.